Tại Hà Nội, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương đã tổ chức họp báo giới thiệu và cung cấp thông tin chính thức về chương trình tuần lễ Thương mại Điện tử Quốc gia và Ngày Mua Sắm Trực tuyến Việt Nam Online Friday 2023. Tại buổi họp báo, đại diện Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương nhấn mạnh, 10 năm qua, Ngày Mua Sắm Trực tuyến Online Friday đã trở thành một sự kiện rất quen thuộc của doanh nghiệp và người dân trên cả nước. Và để tri ân doanh nghiệp, người tiêu dùng đã ủng hộ Online Friday những năm vừa qua. Chương trình Tuần lễ Thương mại Điện tử Quốc gia và Ngày Mua Sắm Trực tuyến Việt Nam Online Friday 2023 tập trung vào các hoạt động hướng đến nâng cao trải nghiệm của người tiêu dùng và giúp các doanh nghiệp sản xuất, phân phối, dịch vụ, ứng dụng thương mại điện tử, tăng trưởng doanh số và phát triển bền vững. Năm nay, chương trình có những kế hoạch nhằm hướng tới bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng trên môi trường trực tuyến. Tại buổi họp báo, Bộ Công Thương đã chính thức công bố thời gian diễn ra Tuần lễ Thương mại Điện tử Quốc gia và Ngày Mua Sắm Trực tuyến Việt Nam Online Friday 2023. Hội nghị Phát triển Thương mại Điện tử Việt Nam, sự kiện trực tuyến 60 giờ ngày mua sắm trên các nền tảng trực tuyến tại Việt Nam Online Friday 2023, lễ hội trải nghiệm thương mại điện tử và âm nhạc tại phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội, Tuần lễ Thương mại Điện tử Quốc gia sẽ được tổ chức từ ngày 27 tháng 11 năm 2023 đến ngày 3 tháng 12 năm 2023 và chương trình 60 giờ ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday 2023 sẽ bắt đầu diễn ra từ 0 giờ thứ 6 ngày 1 tháng 12 năm 2023 đến 12 giờ ngày 3 tháng 12 năm 2023 trên TikTok.